Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Liverpool và câu lạc bộ Bournemouth. Đó là trận đấu thuộc vòng 4 giải Ngoại hạng Anh. Và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 27 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Và các cầu thủ Liverpool trận đấu này sẽ tiếp đón Bournemouth trên sân nhà. Và theo đánh giá của nhà cái thì chủ nhà Liverpool sẽ là những người đứng nhất cửa trên và sẽ chấp đội khách Bournemouth với mức kèo cũng rất là cao 2,75. Mức kèo hủy hạ xuống còn 2,5 và tăng 3 trái. Mức tài xỉu trận này là 3,25, 3,5 và 3 trái tùy theo kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình vào một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và các bạn ấn vào đường link màu xanh đó và ấn một chữ đăng ký là xong. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này nha. 5 lần gặp nhau gần đây nhất của Liverpool và Bournemouth thì Liverpool toàn thắng cả 5 trận cho Bournemouth, thậm chí là có những chiến thắng đậm. 5 trận thi đấu gần nhất của Liverpool, Liverpool thắng 1, hòa 2 và thua 2. 5 trận thi đấu gần nhất của Bournemouth thì Bournemouth hòa 1 và thua 4. Và ở trận đấu này với cái mức tỷ lệ thế này thì theo nhận định của mình chọn cổ đội khách Bournemouth được chấp 2,75 hoặc là 2,5 ở trận này. Vì sao? Có thể trận đấu này lần gặp lại Liverpool thì Bournemouth một lần nữa bị giá cửa dưới. Tuy nhiên thì ở trận đấu này nhà cái đưa ra cái mức kèo nó cũng quá là cao. Nếu như trận đấu này mà hai đội hòa nhau, thậm chí là Bournemouth để thất bại trước Liverpool với cái biệt là một bàn, hai bàn thì chúng ta chọn cổ Bournemouth chúng ta cũng vẫn thắng kèo nha các bạn. Và thứ hai nữa thì trong bóng đá thì nó cũng chưa nói trước nhiều điều, khi mà 90 phút kết thúc không phải lúc nào bị giá cửa dưới thì bạn nhận thất bại đâu. Nhiều khi cấp chấp cho cố dù rồi thắng không nổi người ta, bị người ta thắng ngược lại. Thì biết đâu Bournemouth liên tiếp những lượt trận vừa qua thì họ cũng đã để thua trận và thua kèo khá là nhiều rồi. Ở lượt trận này mặc dù là Liverpool mạnh hơn Bournemouth, tuy nhiên thì phong độ thi đấu thời gian đây của Liverpool thì cũng không mấy thực sự tốt cho lắm. Với lối đá rời rạc thì biết đâu Bournemouth họ sẽ là những người may mắn hơn và có lần đầu tiên đá bại được Liverpool sau 5 lần gặp nhau còn đây nhất. Không biết đến một chiến thắng trước Liverpool thì sao? Thì trận đấu này đầu tiên tưởng mình ưu tiên đi cửa đội Bournemouth được chấp 2,5 hoặc là 2,75, mình nghĩ cũng khá là ngon. Mức tài xỉu trong này là 3,25, 3,5 và 3 trái. Thì Liverpool thời gian đây á, thì họ đang có phong độ không mấy thì tốt lắm. Còn Bournemouth thì cũng vậy. Mình đoán trận này có thể là sẽ không nhiều và thắng như những lần chạm trán trước đây của hai đội đâu. Có thể là trận đấu này Liverpool họ cũng thắng, nhưng mà mình dự đoán họ chỉ thắng được Bournemouth với cái việc là một bàn, cùng lắm là hai bàn là nhiều. Có thể trận đấu này kết thúc 9 phút Liverpool sẽ thắng Bournemouth với số là 2-1 hoặc là hai đội sẽ hòa nhau một đều. Và nào tin tưởng mình nữa, có thể là ưu tiên đánh cửa xỉu 3,25 hoặc là xỉu 3,5 chỗ này. Còn nếu như đặt một bàn sớm rồi các bạn nên vào xỉu mạnh nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp một trái và được sẽ 1,5. Vì đó hiệp 1 có thể là hai đội sẽ hòa nhau không mà thắng hoặc là 1-0 nhiều cho Bournemouth. Hiệp 1 các bạn đá cửa Bournemouth được chấp một trái và đá xỉu 1,5. Và tới bàn trái một chút kèo chọn cửa Bournemouth và đá xỉu ở hiệp 1 cũng vậy. Ưu tiên đánh Bournemouth trận đấu này. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chúc em may mắn nha.